Dạ, Đinh Lâm xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Chủ đề hôm nay là anh nông dân Lạc Phong hại Điền Võ. Và ngày 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử hai vụ án Nhâm Hoàng Khang và vụ của Đinh Thị Lan tại Tòa án thành phố ha. Rồi, hôm nay mẹ Đinh Lan đã làm việc với công an, cơ quan cảnh sát điều tra, công an của quận Gò Vấp. Thì và thanh tra của công an quận Gò Vấp, thì hôm nay là có đoàn thanh tra của công an thành phố Hồ Chí Minh xuống, cho nên là phòng của thanh tra công an quận Gò Vấp tiếp mẹ Đinh Lan rất là nhiệt tình. Rồi xong sau đó đó là cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp á, thì cũng nói rằng cho họ trong vòng tuần này nữa họ mới tổng kết hết lại về những việc đó. Thì mẹ Đinh Lan có nói chuyện với phòng thanh tra của công an quận Gò Vấp, cậu đó tên là Minh ha. Đinh Lan nói luôn tên để mọi người có thể kiểm chứng, và Đinh Lan chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc của này của mình. Là cậu Minh nói rằng ông trưởng công an quận Gò Vấp mới về thay cho ông Lê Hoài Phong qua làm trưởng công an quận Tân Bình, thì ông Lại Phước Xuân, trưởng công an quận Tân Phú mới nhận cái nhiệm sở của công an quận Gò Vấp ngày 1 tháng 1 năm 2023, là cách đây 2 ngày. Do vậy cho họ cái được làm có cái thời gian để họ tổng kết hồ sơ. Thì mẹ Đinh Lan nói rằng là cái việc mà xử lý cái sai phạm của điều tra viên tại Trần Anh Tú không chịu khởi tố Võ Minh Điền cùng đồng bọn tấn công chị Đinh Thị Chiên, tấn công Đinh Thị Lan để trả thù cho Nguyễn Phương Hằng, nhưng tấn công nhằm Đinh Thị Chiên thương tật 20% tại ngày 9 tháng 2, thì tới ngày 6 này đúng 11 tháng. Do vậy công an quận Gò Vấp, cơ quan cảnh sát quận Gò Vấp sẽ khởi tố lại vụ án trước Tết Nguyên Đán, khởi tố Võ Minh Điền cùng đồng bọn. Cho nên là việc mà Lạc Phong từ Tuấn Hiệp ha đã lên trên mạng nói Đinh Lan tấn công công an quận Gò Vấp, còn Nguyễn Đắc Lộc, chủ kênh Anh Nông Dân, nói là Đinh Lan là đi lên trên mạng để mà bêu ríu làm hại cơ quan chức năng, là giấu bỏ lọt tội phạm. Không ạ, tình trạng bỏ lọt tội phạm của điều tra viên tại Trần Anh Tú của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp là có, nhưng mẹ tôi và tôi Đinh Thị Lan nói nhắc lại tất cả những sai phạm của công an đối với gia đình tôi, hay là đối với tôi Đinh Thị Lan, từ bao nhiêu năm nay gia đình Đinh Lan và tôi Đinh Thị Lan đều xóa bỏ cho những cán bộ chiến sĩ đã sai phạm với mình. Chỉ cần khởi tố thằng Võ Minh Điền để xã hội trước Tết Nguyên Đán được một cách bình yên. Đó là một cái việc mong mỏi của gia đình chúng tôi. Vì hôm nay cậu Minh, thanh tra của công an quận Gò Vấp, có nói rằng ngoài cái việc mà khi mà mẹ Đinh Lan nộp đơn khiếu nại tới ông Giáp, trưởng ban chuyên đề của báo công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi nộp lên ông Lê Hoài Phong, trưởng giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi cho các báo ha, thì được đưa về. Thì ông Lê Hoài Phong trước khi đi nhận nhiệm sở mới ở trưởng công an quận Tân Bình đã ghi một cái thông tin là chuyển hồ sơ về cho công an, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp. Cho nên là trước khi ông Lê Hoài Phong đi thì đã bàn giao cái vụ án, cái vụ việc của Võ Minh Điền cầm đầu tấn công Đinh Thị Chiên thương tật 20% cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp rồi. Do vậy ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1 là phiên tòa xét xử của vụ Nhâm Hoàng Khang ha. Và hôm đó cũng có phiên tòa xét xử cái vụ Đinh Lan là nguyên đơn để tòa phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng xử cái vụ án của Đinh Lan tố cáo bà Nguyễn Thị Hoàng ở quận Gò Vấp, ở phường 3 quận Gò Vấp đã cưỡng đoạt tài sản 200 triệu của Đinh Lan, đã hủy hoại tài sản, thì sẽ phiên tòa chung với cái xét xử Nhâm Hoàng Khang ngày 6 tháng 1 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cho nên vài thông tin cho mọi người biết tin là vụ án Võ Minh Điền sẽ được khởi tố trước Tết Nguyên Đán, để khởi tố Võ Minh Điền cùng đồng bọn tấn công chị Đinh Thị Chiên thương tật 20%. Cho nên là lúc trước bắt bắt bị can Nguyễn Phương Hằng thì cả nước vui mừng, ngày hôm nay coi như khởi tố Võ Minh Điền nữa là cả nước vui mừng nữa ha, đón một cái Tết năm 2023 được trọn vẹn. Và mọi cảm ơn mọi người, tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6,
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, số